Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Vì sao thế giới suy đồi? Vạn vật thành tuy ở thế gian, nhưng có thể nói là có cách biệt với thế giới bên ngoài. Bởi người thế gian đều thích hưởng thụ. Như họ không hút thuốc thì là uống rượu. Nam nữ tham vui buông lung theo dâm dục, khiêu vũ, hút sắc, vân vân. Không có gì mà họ không làm. Nhưng tại vạn vật thành không có những thói hư tật xấu này. Có thể nói đây là một đạo tràng thanh tịnh, là nơi hoàn toàn khác hẳn với thế gian. Tuy vạn vật thành mở trường đại học, trung học và tiểu học, nhưng chúng ta chỉ chú trọng về chất lượng chứ không coi trọng về số lượng. Mọi người đều phải tuân theo quy củ nề nếp, như vậy mới có thể ở trong vạn vật thành được. Nếu ai không tuân theo quy củ, tuyệt đối không được cùng ở chung. Và vạn vật thành không cần phải đuổi họ đi, mà tự họ cũng cảm thấy ở không được. Cho nên người sống ở tại vạn vật thành như là cát tìm vàng, tìm người chân thật trong toàn nhân loại trên thế giới. Những ai đến vạn vật thành, trước hết phải không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tư lợi, không vọng ngữ. Được như vậy mới là người đủ tư cách để cư trú ở vạn vật thành. Nếu họ vẫn không sửa đổi những tập khí xấu, thì dù là ông trời hay hoàng đế đi nữa, cũng không được thâu nhận. Thậm chí tổng thống có đến đây, nếu ông ta không giữ đúng quy củ thì cũng không được thâu nhận. Vạn vật thành không phân biệt nghèo giàu hay sang hèn, mà mọi người đều là bình đẳng, cùng chung nhau tuân thủ, không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tư lợi, không vọng ngữ. Ai có thể giữ sáu điều kiện này mới được xem là người tốt. Vì sao thế giới này suy đồi? Bởi vì tranh. Tự mình tranh với mình là để lửa cọp sân hận và lửa vô minh đều chạy tuôn ra ngoài. Người tranh với người, gia đình tranh với gia đình, rộng lớn hơn thì quốc gia tranh với quốc gia. Thậm chí hiện nay, địa cầu cũng sanh chuyện xung đột với nguyệt cầu. Do vậy mà chữ tranh sẽ hại chết con người. Nhưng dù có chết rồi, con người vẫn không hiểu được cảnh giới này đâu. Thứ đến là tham. Đại đa số những nhà cách mạng trên thế giới này đều là do tham. Họ vì tham danh lợi cho nên dẫn đến chuyện giết người và vượt cả quyền hạn của mình để đoạt chức phận. Họ cứ tham mà không chán. Do đó, họ làm cho thế giới này mỗi ngày một thêm hỗn loạn, càng ngày càng đổi khác. Tật xấu thứ ba là tìm cầu, là cầu lợi, cầu danh, cầu trai, cầu gái. Con người đều vì có tìm cầu, cho nên họ không thể nào an định được. Khi cầu chưa được thì họ lo lắng, nhưng lúc được rồi thì họ lo bị mất. Cầu cũng có thể hại chết người, cầu đến chết mà cũng không biết tại sao mình chết. Thứ tư là người ích kỷ, là người không có tư tưởng đại công vô tư, không có tinh thần xả mình vì người, cứ luôn đặt mình lên trên trước. Vì sao con người phải ích kỷ? Vì muốn lợi riêng cho mình. Đó tức là tật xấu thứ năm. Tiến tới nữa là họ bất chấp thủ đoạn, không nói lời tín nghĩa, lại tìm lời giả dối để lừa gạt người. Vì vậy mà họ phạm tật xấu vọng ngữ thứ sáu. Bởi vậy, người học Phật nên lấy sáu điều kiện này để mỗi ngày tự kiểm thảo mình và lấy nó làm quy tắc cho sự tu hành. Giảng ngày 15 tháng 10 năm 1985. Ha ha ha, 问什么的说